Barcelona đang hướng tới một mùa giải thành công. Tuy nhiên, ngay từ thời điểm này, huấn luyện viên Ernesto Valverde đã sớm lên kế hoạch thay máu đội hình khi ông nhận ra đóng góp khá hạn chế của một số cầu thủ. Nguồn tin uy tín từ F khẳng định, câu lạc bộ xứ Catalan sẽ đẩy đi 11 cái tên trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Theo đó, Malcom và Ivan Rakitic đứng đầu danh sách đen này. Được biết, Paris Saint-Germain và Inter Milan là hai câu lạc bộ khá sốt sắng trong việc chiêu mộ Rakitic, trong khi Malcom có thể chuyển sang chơi bóng ở Serie A. Đáng chú ý nhất là trường hợp của Philippe Coutinho và Samuel Umtiti. Mong Unanit đã tiếp cận đại diện của hai cầu thủ này và sẵn sàng đưa ra mức giá chuyển nhượng theo yêu cầu của đội chủ sân Camp Nou. Cá nhân Coutinho và Umtiti cũng muốn rời Barcelona để tìm kiếm thử thách mới trong sự nghiệp và Jeremy Lee là bến đỗ hợp lý nhất. Cả Jacques Silesen Anja Pina Ancantara cũng có khả năng rời đội bóng. Hành động này của Barcelona nhằm giảm gánh nặng quý lương cũng như thu về số tiền gần 300 triệu bạc để bổ sung lực lượng với những nhân tố mới mẻ hơn. Ngoài 6 cái tên kể trên, 5 cầu thủ khác đang được mang đi cho lượt gồm Denis Suárez Arsenal, Andre Gomes Everton, Dallas Cowboys, Arzia Ontola Deportivo de la Coruña và Adatuzan Istanbul Basak Sehi cũng không còn tương lai tại Barcelona. Video tài năng của phim.